sĩ với hàng vạn con người từ mọi miền tổ quốc đang yên nghỉ. Với trách nhiệm lớn lao thay mặt cho nhân dân cả nước, tỉnh Quảng Trị đang làm hết sức mình chăm sóc và cung khói chu đáo cho phần mộ cây của liệt sĩ, góp phần làm ấm lòng.